Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại nhà thám hiểm ha. Hiện tại thì mình đang bắt đầu xây dựng những cây cột đầu tiên cho cái căn nhà tương lai của mình rồi. Sắp tới thì ở đây mình sẽ xây một cái căn nhà vừa đủ để mình có thể mang hết đồ mình vô trong nè và chống lại những con quái vào ban đêm. Và ngoài ra thì trong chuyến khám phá lần trước, mình rất là may khi mà loot được tới hai loại trứng rồng, thứ nhất là trứng rồng bầu trời và thứ hai là trứng rồng nước. Ở đây thì chắc mình sẽ ưu tiên ấp cái trứng rồng nước trước quá. Mình sẽ ấp ở trong nhà luôn cho nó an toàn hẳn ha. Đầu tiên thì mình sẽ đập ở xung quanh trước đi. Đấy, mình sẽ đập ở xung quanh thôi. Rồi sau đó mình sẽ đổ nước vào. Đấy, mình sẽ đổ ở chắc mình đổ ở hai góc thôi. Không cần đổ nhiều lắm đâu. Múc thêm một xô nữa. Rồi, đổ vô trong đó rồi chúng ta sẽ tiến hành ấp cái trứng rồng nước ha. Ui bị lỗi rồi kìa. Trời đất ơi, múc cái xô nước mà cũng bị lỗi nữa. Kỳ vậy trời. Kỳ ta. Gói ra mình đặt xuống rồi mà nó mất tiêu luôn. Đó, gì thì được. Rồi. Tại có hai xô mình lỡ rồi thôi, làm nước dinh cũ luôn đi, nhìn cho nó đỡ kêu ốc ách ha. Và mình sẽ tiến hành ấp cái trứng rồng nước ngay tại đây. Và cái quá trình ấp thì thường thường sẽ rất là lâu á, nên trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị thêm một vài thứ khác. Hôm qua thì mình đã dùng cái kiếm sắt để chiến đấu, mình thấy nó cũng không ngon lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình có 1 viên kim cương à, không có đủ kim cương để làm thêm một cây kiếm mới. Thôi làm tiếp cây kiếm sắt nữa đi. Hoặc là ở đây hình như nó có cái iron, hình như có cây búa hay sao á. Đây có cây búa nè, chính xác hơn. Một tốc độ đánh. Nó sẽ nhanh hơn cây rìu một xíu ha. Và nó cần một cục đá mịn hả? Phải nấu đá lên. Trời ơi, gườm gà vậy. Để mình thử làm thử coi coi chiến đấu có tốt không. Nói cái khâu làm ra là mình thấy nó hơi rườm rà đó nha. Nấu cục đá này lên, rồi xong phải nấu thêm một lần nữa. Và cây búa này thì nó cần phải có 4 sắt. Đầu tư luôn, 4 sắt. Này chơi lớn. Rồi nấu thêm một lần nữa. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm thêm cái khiên mới không. Không biết là bây giờ mình có nâng lên cái khiên, khiên sắt từ cái khiên hư này không ta. Nó cho không nhờ. Ui cho luôn. Lời. Mình sẽ nâng lên khiên sắt để dùng cho nó lâu ha. Và chống chịu cũng tốt hơn nữa. Rồi đá mình đã được làm xong. Giờ thì mình sẽ làm thêm que. Đó, mình sẽ đặt theo công thức này ha. Là mình sẽ được một cái cây Iron Hammer. Nhìn coi nó xịn không. Trời, nhìn bự ấy. Nhìn khá là lực á. Nhưng mà không biết đánh như thế nào thôi. Mình còn một ít que thì để mình làm cái cung luôn đi. Tại vì mình có mũi tên sẵn rồi, nên mình muốn có một cây cung để có gì mình tấn công tầm xa nữa. Cho đủ một cái vũ khí, bộ vũ khí ha. Đó, bắt đầu nhìn thấy nó ổn hơn rồi. Còn thiếu gì không? Để mình nghĩ coi. Chắc bây giờ mình đủ rồi đó. Giờ chỉ thiếu thức ăn thôi chứ. Thức ăn thì mình có chút vàng nè. Mình có thể làm cà rốt vàng mình ăn. Chừa lên trái có gì nhân giống lên. Đây làm cà rốt vàng ăn ha. Cho cà rốt vô. Cho vàng xung quanh. 7 củ. 9 củ. Mình cần làm thêm 2 củ nữa. Đây. 12 củ. Tha hồ mà ăn. Tại vì cà rốt vàng ăn nó no rất là lâu luôn. Nên mình khá là khoái ha. Rồi giờ thì đồ đạc đã đủ hết rồi. Chắc mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Hôm nay thì mình dự định công trình đầu tiên mình khám phá, đó chính là cái tàu ở gần nhà mình luôn. Mình không biết là trên tàu đó có những tên cướp biển hung dữ hay không. Nhưng mà để mình ngủ cái đã. Làm gì làm, ngủ giấc cho trời sáng đi. Đi khám phá nó sẽ an toàn hơn. Và lượng giáp của mình hiện tại thì nó không có nhiều lắm. Chắc mình sẽ đổi cái này luôn quá. Cái này mình nhặt trong làng nè, nó cho ít giáp ghê. Mình sẽ đổi một cái ủng sắt đi, dùng cho nó tốt hơn. Đó. Rồi đi thôi nào. Tầm này là lên đường thôi. Thủ sẵn xô nước nè. Đặt cái thuyền xuống. Ra khơi. Hy vọng là chuyến ra khơi ngày hôm nay của mình nó sẽ thực sự là may mắn ha. Và nhìn từ xa thì mình thấy trên tàu toàn là những tên cướp dân làng không à. Những tên pillager. Chắc đây là tàu của bọn chúng rồi. Tàu pillager nè. Màu tím đặc trưng cho cái băng cướp biển này luôn nha. Chắc mấy tên này là cuồng màu tím rồi. Mình vừa mở thêm cái thành tựu You are a pirate cơ.
Tức là mình là cướp biển hả? No 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 no, tôi là nhà thám hiểm thôi. Cướp bóp gì tầm này. À, chắc mình sẽ chơi chiến thuật là đục lỗ trèo lên ha. Chiến thuật này là đi từ dưới lên trên thôi, chứ mình đi từ trên xuống thì mình nghĩ là hơi khó. Với áo giáp của mình hiện tại thì kiểu nhảy lên trên trước á thì sẽ rất là bất lợi luôn. Nên thôi đi từ dưới lên trên cho nó an toàn ha. Xong. Giờ thì coi trong đây có gì nào. Dựa thịt hả? Được, mình đang thiếu thức ăn. Có thêm thịt mang về ăn đỡ đói cũng ngon đó. Ui, có mật ong nữa nè. Đỡ phải đi lấy mật ong nguy hiểm. Vậy là xong tầng dưới rồi. À, bắn không? Thích bắn không? Thích bắn không? Ngươi bắn được, ta cũng bắn được, vậy một tên. À, còn tên này nữa. Thích bắn không? Mình ở dưới này mình có lợi lắm. Mình có thể bắn bọn chúng mà bọn chúng không thể bắn mình. Hai tên rồi. Ê, ê, cái gì? À, mình dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Đó, mình cho đồng minh của nó bắn nhau. Đấy, chết rồi kìa. Mình không cần ra tay, cho bọn chúng tự xử. Đúng là mình đôi lúc mình phải dùng mưu kế mới được. Dùng mưu kế. Ai? Bắn đâu vậy? Núp 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 núp. Ăn thêm táo vàng bổ sung máu hồi nhanh để mình tiếp tục chiến đấu nào. Đã thiệt sự, không cần phải ra tay mà bọn chúng cũng tự xử nhau nữa. Mình sẽ bắn cái tên này. Mũi tên của bọn chúng được cường hóa rồi nên bắn rất là đau ha. Kìa, còn tên ở trên nữa kìa. Sợ chưa cưng? Sợ chưa cưng? Trời trời, nó bắn tới mình luôn kìa. Chết nha cưng, né liền. Ê, ở bên trong có những tên cầm rìu nha. Mấy tên cầm rìu đó là nguy hiểm đó. Nó chặt là mình sẽ bị mất cái khiên liền. Cái khiên mình phải hồi hồi đó đó, nó ra kìa, nó ra kìa. Dí nó lẹ, dí nó lẹ. Không cho nó đẻ trứng. Đó, dí thêm mấy con ở trên nữa. Đôi lúc mình không nên quá manh động đâu. Mình cứ khám phá từ từ đi. Chậm mà chắc á. Rồi một mũi tên nữa mình sẽ kết liễu được con trên kia. Yeah. Gỡ lại mấy mũi tên nào. Và mình có cái cờ hiệu tím của bọn chúng nè. Ở dưới hình như nó có cả một cái lồng spawn luôn. Nguy hiểm nha. Mình nên đập đi. Rồi nó đẻ ra thêm một tên kìa. Trời trời trời, nhìn mặt nguy hiểm vậy. Đó đó, nó chặt một phát. Nó chặt một phát một coi máu mình kìa. Còn có ba trái tim à. Ghê chưa? Cái này là chỉ một tên thôi đó. Nếu mà hai tên là mình chết chắc rồi. Nguy hiểm thiệt. Rồi. Wow, kim cương. Nón xịn. Anh thuốc súng. Đổi cái nón đi. Hãy cho con cái nón mới đâu chứ người ta. Rồi, thuốc súng thì khi nào cần mình trở lại đây đây lấy sao cũng được, tại vì nó không có mất đâu. Nó còn trên tàu thôi à. Ủa, và cái tàu này chỉ có vậy thôi hả? Trời à. Trời đất ơi. Ở đây còn rương, ở đây còn rương. Hai rương luôn. Lại là nón bảo vệ. Ủa, cái nón này ngon, cái nón này ngon nè. Nón bảo vệ 3, nó sẽ cho mình trâu hơn á. Cái nón cũ thì chỉ có chậm hỏng thôi, với bảo vệ khỏi lửa, không có trâu lắm. Quần bảo vệ khỏi vụ nổ, đỡ được những phát nổ chí mạng của những con Reaper nè. Được đấy, được đấy. Đầu của con xương thì mình không có chế tạo được. Có thêm sắt, vàng và kiếm luôn. Ồ, mà kiếm chậm hỏng thì không tốt tí nào. Áo gì đây? Ui, áo sửa chữa luôn nè. Ngon vậy. Vô đây lướt được một mớ đồ tốt nè. Còn đồ gì nữa không? Hết rồi. Vậy thì trên tàu cướp biển này chị cũng có thế thôi. Trên đây thì có hộp quẹt. Mình là một cái hộp quẹt, có gì mình đốt cái tàu của những kẻ địch ha. Láo nháo là mình sẽ thủ tiêu cái tàu luôn. Cho bọn chúng sợ. Rồi, và như vậy thì mình đã chinh phục thành công cái tàu cướp biển đầu tiên. Và chắc mình sẽ giữ cái cờ hiệu này để làm kỷ niệm ha. Chiến lợi phẩm đầu tiên của mình đó. Và cạnh đây thì nó còn thêm một con tàu nữa. Ở đây là tàu cướp biển của những tên cướp dân làng rồi. Không biết tàu bên kia là tàu của những tên cướp biển gì nữa. Hãy cùng mình qua bên đó kiểm tra thử nào. Màu đen anh ta. Của những con xương. Cắn rồi. Ở trển toàn xương không hả?
Chết không, chết không. Nguy hiểm nha. Xương con toàn là cầm cung không luôn. Cầm kiếm thì đỡ chứ cầm cung thì hơi căng đấy. Chưa lên tàu mà mình đã gặp được những cái tên tên lính ở dưới là được trang bị cá heo để cưỡi luôn rồi cơ. Trời ơi, bọn này láo thiệt. Dám đày đọa cá heo làm thú cưỡi hả? Mình còn không cưỡi được cá heo cơ, mà bọn này dám cưỡi cá heo. Láo thiệt, mình sẽ đập hết, không cho bọn chúng di chuyển bằng cái phương tiện cá heo nữa. Săn bậy thiệt. Rồi đập luôn. Nè nè, thấy chưa? Cưỡi đầu lên đầu lên cổ của cá heo vậy đó, chịu nổi không? Cho các người nhịn. Mình không đi được thì không cho nó đi luôn. Rồi. À có tên ở dưới canh giữ nè. Vô, ngươi cầm rìu, ta cầm búa. Vô. Bê cá với nhau không? Thôi, không có ngán đâu cưng. Vô đây. Ta không có ngán đâu. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ khám phá kiểu gì đây? Mình nghe tiếng trong đây hình như có con xương hay sao? Ồ, chính xác. Có cả cái lồng spawn luôn. Rắp. Này thì xương hả? Rồi thủ tiêu nó liền. Nó còn còn để có con cá bạc trên trên vai giống như là thú nuôi của nó vậy đó. Dám nuôi cá bạc hả? Cái con cá đó nó chuyên gia ăn những cái cục đá để nó đi đẻ tùm lum. Mà cũng nuôi nữa. Xương hả? Quýnh cho người chết luôn. Mặc dù đánh hơi chậm thiệt, nhưng mà sát thương mỗi lần đánh thì khá là cao ha. Đánh đổi thôi. Cũng được mới. Ui, ở đây còn. Còn 2-3 con lượt luôn. Mình sẽ tranh thủ cái góc này nó không có đánh được mình. Ui, có con. Ây da. Ui, cái góc kia thì nó đánh được mình. Mặc dù mình có áo giáp full rồi nhưng mà không đủ trâu để mình tăng 3-4 con đánh một lượt ấy. Nên mình phải dùng mẹo để đánh nó thôi. Đánh giáp lá cà mình đánh không lại thiệt. Vũ khí mình không đánh nhanh ấy. Kìa, thấy chưa. Mấy con cá này láo. Láo bắt hầm cháo. Rồi. Còn con nào nữa không? Đây rồi. 3-4 con chụm vô một chỗ. Chết chụm nha. Đập vô cái mặt nè. Này thì xương nè. Còn một con quay bên kia nữa. Mình sẽ đập nó luôn. Ui, sao nó đập đâu? Đâu vậy? Đập đâu nè? Ây da, thấy vậy thôi nhưng mà nó đập đau lắm nha. Kể cả những con cá bạc nữa nè. Nhỏ mà hung hả? Xong phim. Ở đây có những khối than thì chắc mình nên lượm luôn đi. Thì nhà làm chắc đốt. Rồi, có thêm một chút thuốc súng. Chủ yếu trên đây là thuốc súng với redstone thôi. Có than nữa nè. Lượm vài khói về. Vậy là tầng dưới mình đã quét sạch rồi ha. Giờ thì chuẩn bị lên tầng trên mới nguy hiểm nè. Mình không biết tầng trên nó có thêm những con quái gì. Ôi, đâu ra đâu vậy? Ôi trời đất ơi. Đâu ra những con này vậy? Ôi không. Mình cần đi ra ngoài gấp. Hình như nó còn giấu một cái lồng spawn ở đâu ấy. Tự nhiên nó ùa ra nó đánh mình nè. Không biết hai con này từ đâu chui ra luôn. Nguy hiểm ghê ấy. Nữa nào nữa. Láo nháo. Ấy cái chi cây này mà đánh tốc độ đánh là cỡ bằng cái kiếm sắt thì ngon á. Nó đánh bằng nhanh hơn cây rìu một tẹo thôi. Nhớ nè. Hình như nó còn giấu một cái lồng spawn ở đâu đấy thì phải. Nó mới có vụ mình đánh xong thì nó lại xuất hiện tiếp á. Thôi chắc mình lên tầng trên luôn đi ha. Giờ tầng trên mới căng nè. Trời ơi. Cái tàu này chắc mình phải dùng kiếm mình đánh chiếm thôi. Chứ dùng cái này đánh chậm quá. Mình không có cân được. Giờ mình thử mình đi lên bằng cái đường. Đường xô nước này coi. Lên thử. Ui, nó cầm cung. Oh no. Bây giờ muốn đánh chiếm cái tàu này đúng khó luôn ấy. Mình có kim cương. Hay là bây giờ mình làm một cái kiếm kim cương đi. Vứt cây hammer đó đi. Mình không thể chấp nhận được một cái vũ khí mà đánh chậm quá. Mình không có cân được. Ấy da. Dựa với kiếm là con này đánh lén mình rồi. Đánh lén hả? Trời đất ơi. Mình đánh nhau ở khúc này còn bị trên nó khịa xuống nữa. Chơi gì ai chơi lại. Mình chưa kịp chế tạo cây kiếm nữa. Để mình giết xong con này mình làm cây kiếm cái nữa.
Nguy hiểm quá. Trời ơi, nó dí cầm. Các bạn có thấy không, mình đánh nó không bật lùi. Những con này giống như nó miễn nhiễm với đòn đánh gì đó, nó không có bị bật lùi về sau. Mình sẽ làm một cái kiếm kim cương để có thêm cái vũ khí đánh nhanh hơn, mà sát thương thì cũng tương đối không. Chứ mình cầm rìu là mình thấy đánh không lại rồi đó. Không biết là nó có cái lồng ở đâu đây không nè. Sao lại có chuyện mà quái xuất hiện liên tục như vậy ta, vô lý thiệt á. Ui, ở đây nó có cái lồng này hàng gì. Ở trong đây thì nó cho mình vàng, ngọc lục bảo, một cái áo giáp. Mình có áo sửa chữa, không không tham lam đâu. Hôm nay có rương không? Ui, ui, đừng 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 đừng. Đừng có lắc máy ngay lúc này, lúc sinh ly tử biệt đấy. Lắc máy là toan liền. Trong đây cũng không có rương luôn á. Như vậy tầng 2 cũng đã xong hết rồi. Còn cái trong phòng này là gì đây? À, cái phòng này là phòng thức ăn. Giống như con tàu bên kia nó cũng có cái phòng chứa thức ăn nữa. Cù nè. Than. Ok. Giờ thì lên tầng cao nhất nào. Tầng cao nhất mình thấy là tầng căng thẳng nhất luôn. Có rất là nhiều những con xương luôn á. Mà toàn là con cầm cung không à. Mình đã có chiến thuật đánh nhau bọn này rồi. Mình sẽ đứng từ đầu này, mình sẽ đánh dài dài qua. Mình sẽ nhận ít nguồn sát thương hơn á. Đấy. Một con. Đấy. Đến lúc thì mình nên chọn chiến thuật để đánh nhau cho nó hợp lý á. Hả? Sao? Ê, đừng có đánh rớt. Oh no. Nó đánh rớt mình rồi. Nó bắn trúng ngay đầu của mình á. Rớt xuống mất tiêu. Ăn trái táo này để cho có thêm nhiều cái kháng cự một xíu. Mình sẽ tăng tốt hơn. Đánh bọn này cho nó nhanh hơn nữa. Bây giờ tăng luôn, vô quýnh luôn. Có kháng cự mà sợ gì. Ngại gì vết bẩn. Đó. Ăn táo vàng vô là sung liền. Xong. Sức mạnh của táo vàng. Sức mạnh của táo vàng. Clear được một bên rồi đó. Rồi. Tiếp tục tăng cơ nào. Trong lúc hiệu lực kháng cự còn á, mình sẽ tăng cho nó tốt á. Vô. Trời 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 ơi, bên đây đúng đồng luôn á. Nó xếp hạng ở trên tàu cơ. Còn mỗi mà gần hết kháng cự rồi. Còn một phút thôi. Tiếp tục. Một phút cuối cùng để chúng ta có được sức mạnh từ trái táo vàng. Phải tận dụng tối đa nha. Ui dạ, thấy chưa? Nó bắn ghê quá. Hết những trái tim từ táo vàng rồi. Mình phải canh được cái lúc mà nó bắn để mình đỡ cho đúng lúc á. Chứ không thôi là mình sẽ bị mất máu khá là nhiều đấy. Ây da, đỡ không kịp. Rồi, còn vài con nữa thôi, cố lên. Mình có thể làm được. Cố lên nào. Đây nữa, hai con cuối cùng. Ừ, bắn nhau đi. Ta sẽ giúp ngươi. Yeah. Và mình đã ngư ông đắc lợi. Vậy, sau khi đánh bại cái con thuyền này, thì trên người mình là những chiến tích, những cái mũi tên găm khắp người luôn. Trời đất ơi, nó găm vô người mình kìa. Đầu tới chân không có chỗ nào là không có mũi tên hết. Thôi kệ, chịu đấm ăn xoài một xíu mà có được đồ xịn cũng ngon. Đó, được hai viên kim cương, gỡ vốn liền. Có thêm một ít thạch anh nữa nè. Ăn miếng cá coi. Và ngoài ra thì cái quần gì đây? Bảo vệ 2. Ok, được á, bảo vệ 2 nó tốt hơn bảo vệ khỏi vụ nổ. Áo thì không cần đâu. Là cái tính ra đồ đây nó cũng đâu có xịn lắm đâu. Nó không có vũ khí, nó chủ yếu có khoáng sản thôi mà. Ê, khoan, hình như đây là phòng của tên thuyền trưởng. À đúng rồi, còn tên thuyền trưởng nữa. Thì ra hắn núp trong đây nãy giờ. Núp hả? Giờ ta sẽ thủ tiêu ngươi luôn. Cái thuyền này chính thức là của ta. Thuyền trưởng chết nhát nè. Thuyền trưởng chết nhát. Tiễn đi liền. Trong cái rương này thì có những cái ngọc Ender. 15 ngọc. Đỡ phải farm Enderman. Rồi lấy luôn hết những quyển sách trên con tàu để mang về. Trong tương lai nếu mình có làm bàn cường hóa thì cũng có sách để làm ha. Rồi bên rương cuối cùng thì nó sẽ cho mình sắt, ngọc lục bảo, vàng các thứ. Cái nón bảo vệ 2 chắc mình sẽ giữ tạm quá. Một hồi hư cái nón cũ thì mình sẽ thay nón liền ha. Hợp lý. Rồi, giờ thì con tàu này mình cũng đã khám phá xong phim hết rồi. Không biết còn cái rương nào không ta. Mình nhìn kỹ coi. Hình như hết rương rồi. Ê, sao còn nữa này. Ui, thôi. Đánh bà chuồng.
không chơi nữa. Mình mệt lắm rồi. Gì đâu mà quá trời quá đất. Bên kia còn thêm một con tàu nhỏ nữa cơ. Nếu mà mình đã lỡ khám phá hai con tàu rồi, còn một con tàu nhỏ mà mình không khám phá thì nó lại kỳ đúng không? Mình sẽ khám phá thêm một con tàu cuối cùng nữa, sau đó thì mình sẽ về nhà cất đồ, cũng như là thăm dò tình hình cái trứng coi coi nó đã nở hay chưa ha. Và con tàu này cũng là tàu của những tên cướp dân làng. Con này tàu nhỏ thôi, mình hy vọng là mình có thể khám phá thành công. Rồi, đột nhập vô đường từ dưới lên trên ha. Sao không? Ui. Có cái nào nó bắn lọt khe qua cái khe này trúng mình không ta? Ở dưới còn có zombie chết đuối nữa cơ. Hy vọng là mình có thể bắn xuyên khe này. Không xuyên được. À xuyên được. Đó. Một cái nữa nè. Chết một con. Mình sẽ tạo lợi thế cho mình bằng cách bắn lọt khe trước ha. Đấy. Lợi thế bắt đầu có rồi. Mình phải canh cao lên xí bắn mới được. Một cái nữa. Xong. Ui còn khá khá con nha. Phải tận dụng lợi thế của mình. Đấy bắn cho người không biết ở đâu luôn. Đỡ sao được hả cưng? Đỡ hộ. Rồi còn con ở đây nữa nè. Nãy mình thấy. Đây. Đánh mấy con này là có mẹo hết. Như vậy thì mình sẽ đỡ bị hư giáp nè. Và mất máu nữa. Ê còn ở đây nữa. Bắn tiếp. Bắn vô đầu nè. Ui nó bắn trúng mình rồi. Và nó có những mũi tên làm chậm. Khó chịu vậy. Làm chậm à. Núp. Rồi xong. Núp xong phản đam lại. Núp tiếp. Yay, thành công. Ôi mất xuống nước nữa rồi. Ừ mất xuống nước vậy ta. Nè. Kỳ vậy. Rồi giờ mới được. Tự nhiên xuống nước bị lỗi. Rồi bắn nó tiếp. Đứng người đây thì người làm gì mà bắn chúng ta được. Đấy. Mình phải che chắn để không thôi nó bắn trúng á. Và xong, mình đã đánh chiếm thành xong thành công cái con tàu thứ hai và ít nhận đam hơn rồi. Ủa con tàu. Trời, con tàu này nhiều kim cương thiệt sự. Cả đống kim cương luôn. Đã nha, có một cái ủng mới nữa nè. Ủng sẽ bước dưới nước luôn mới xịn. Một cây kiếm. Ui, nó cộng tới 4,5 đam cho những cái tên Illicher luôn. Giữ nha, khắc tinh của những tên cướp dân làng đây rồi. Mình sẽ đặt tên cho thanh kiếm này là anh kiếm diệt cướp dân làng ha. Và hồi nãy mình còn nghe tiếng cướp dân làng. À đấy rồi. Cái này là cái tên. Tên này là tên cầm rìu nè. Cẩn thận nha. Mình thọt cái giò xuống có nào nó chặt gãy giòn. Mình nghi lắm. Đó. Ui. Nó trèo lên được. What the. Ui. Nó trèo lên được. Trời đất ơi. Ghê thiệt. Kẻ biện hộ hả? Cay thiệt chứ. Nó chặt đúng đâu luôn. Giờ bà chết đuối đâu đây nữa mày. Mình không nhanh chân nhảy xuống thì chắc mình gãy giò thiệt rồi. Nó chặt đau ghê. Không ngờ luôn. Nè nó nè. Kẻ biện hộ hả? Kẻ biện hộ. Và nó sẽ đưa ra cho mình những cái mảnh vỡ này nè. Mình có thể làm được cái metal. Và tự metal làm được vũ khí luôn nha. 9,5 đam luôn. Kiếm rồi nè. Ê được cái ta, giáp nữa. Được cái chứ. Vậy là mình có thể farm những tên kẻ biện hộ này ha. Ui có hẳn một cái lồng spawn đằng kia luôn kìa. Mình nghĩ là mình nên giết hết mấy tên này trước. Nó lên. Đừng. Bên đây, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà. Chuyện đâu còn có đó, đừng, từ từ thôi. Từ thôi mấy anh ơi. Sao mấy anh nóng tính vậy? Từ. Đúng nóng tính luôn. Mình được bao nhiêu rồi? 12. Thôi mình đập luôn đi. Mấy cái tàu này còn nhiều lắm. Bây giờ trước mắt là mình phải loot được cái tàu, full cái tàu này trước cái đã. Kẻo gì một vài cái metal đó mà mình chết thì không đáng đâu. Cái này là rương thức ăn. Lại là thức ăn nè. Ok.
Rồi, vậy là cái tàu này chính thức là clear rồi đó. Mình đã loot sạch rồi. Ơ, hình như cái này mình chưa loot hay sao ấy. Ừ, đúng 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 đúng. Cái tàu, cái rương này mình chưa loot nè. Mình thay quần cái đã. Quần mới nó có vẻ xịn hơn. Cái áo bảo vệ, Thạch Anh. Mình không biết Thạch Anh trong đây nó có nhiều công dụng hay không nữa. Để mình loot ít ít thôi, mình chừa chỗ mình loot mấy cái khác chứ mình loot hết rồi Thạch Anh rồi. Sẽ loot thêm một stack này nữa, mình không loot Thạch Anh nữa nha. Ừ, mà giờ cần gì loot nữa, đi về thôi. Khám phá xong rồi, đi về thôi. Hôm nay mình khám phá đủ rồi, ra khơi nhiêu đây là đủ lắm rồi. Và thành quả sau chuyến ra khơi này cũng hơi bộn đó nha. Full một set đồ mới, mình chưa có bàn cường hóa mà có được một set đồ được cường hóa từ đầu tới chân như vậy là VIP lắm rồi đó. Ngoài ra còn được một cây kiếm khắc chế của những tên cướp dân làng nữa, tiệc của mèo luôn. Giờ thì về nhà và thăm chừng cái trứng mình coi coi nó phát triển tới đâu rồi ha. Trời 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 trời. Cái gì vậy? Này là con cá voi hả? Đúng không? Nhìn to như vậy chắc cá voi rồi. Ui, to dã man luôn. Wow. Gần nhà mình còn có cá voi nữa. Hơi bị bất ngờ nha. Rồi, lên trên coi coi cái trứng mình nở chưa. Nếu không thôi, trứng rồng nở xong rồi đi lạc mất nữa. Ê, rồng nở rồi. Ui mà mình không có ca. Mấy rồng có ăn thịt không? Chết mất. Trời ơi rồng dễ thương vậy. Bây giờ để mình làm cái cần câu mình câu cá. Để thuần phục rồng mới được. Không có cá là không có thuần phục được đâu. Cần câu. Chết chết chết, thiếu que. Lẹ lẹ lẹ. Nước sôi. Làm lẹ. Rồi. Đây có cần câu, có cần câu. Em rồng đợi anh xíu nha, anh câu cá cho em cái. Từ 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 để mình đi câu cá cái đã. Nước sôi. Giờ công việc trước mắt là phải câu cá trước rồi đó. A few moments later. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Hên quá, tưởng đâu em rồng đi rồi chứ. Trời đất ơi em rồng. Đây đây đây, anh có cá tươi cho em đây, cá tươi đây em ơi. Chịu nha. Chịu đi mà. Chịu đi. Chịu. Yeah! Thành công rồi. Mình đã thu phục thành công em rồng nước rồi nè. Không biết bây giờ mình có làm được những thứ tiếp theo không? Ồ. Mình hình như mình có thể cho ăn cá để mau lớn hay sao ấy. Bây giờ thì mình vẫn chưa có thể mở kho đồ của em ấy được. Không biết là gắn cái giáp vô, cái yên vô được chưa ta? Còn nhỏ chắc chưa gắn yên được đâu. Đúng rồi, còn nhỏ nên chưa gắn yên được. Thôi kệ, trước mắt á, em rồng đã nở ra từ cái trứng là mình vui lắm rồi. Giờ thì mình sẽ để em rồng vô trong nhà xí. Để đỡ ngoài này một hồi mình có gì mình xây nhà nó cũng dễ hơn. Rồi và mình sẽ lắp cái ô nước đằng kia lại đây, nhìn kỳ quá, nhìn mất mỹ quan quá. Đó, mình sẽ lắp lại ha. Vậy, giờ thì em rồng chỉ có nhà dưới nhà đi. Khi nào lớn, mình sẽ cưỡi rồng và đi khám phá trên bầu trời để đi tìm những vùng đất mới ha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình nên đi tìm một cái hang nào đó để mình kiếm thêm chút đỉnh khoáng sản. Hay là mình có nên không ta? Giờ mình đang phân vân quá. Ừ, phải nhắc tới cái rương mới nhá. Hôm qua đúng là người nhà quê luôn á trời. Không biết chắc hôm qua đói quá qua mắt hay sao. Nhìn cái này không hiểu sao mà nhìn ra gia tài luôn á. Thiệt luôn. Hôm qua đúng kiểu người nhà quê luôn. Không biết kiếm cái gì mà trốn cho đỡ nhục không biết nữa. Mà thôi đi, cái gì qua rồi các bạn đừng có chọc mình đó nha, mình bị buồn ấy, đừng chọc mình nữa. Người già quê thiệt sự, trời đất ơi, dân chơi Minecraft gì là chết rồi. Rồi sắt mình nấu hết chưa ta? Ủa mình nhớ mình nấu hết, trời 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 chưa nấu xong sắt nữa. Để mình đổi mấy cái khối than này các thứ ra mình cho nó nấu đi. Nấu sắt ra đi. Ở đây thì mình nấu thịt ha. Còn một chút này thì không biết mật ong thì mình có làm được nhiều thứ không. Mật ong cũng làm được khá khá thứ nè. Trời có thịt thịt heo mật ong luôn. Hoài ngon vậy. Được với ta. Chắc bây giờ mình sẽ đi săn bò á. Tại vì bây giờ mình đang cần bò để làm một cái thứ rất là cần thiết luôn. Rất là hữu dụng nữa. Cá thì mình sẽ để đây có gì cho em rồng ăn ha. À, giờ thì lấy hai miếng thịt này rồi chúng ta sẽ cùng nhau
đi vòng vòng để coi coi có em bò nữa không. Có thì mình, nếu mà hai em thì chắc mình sẽ dắt về rồi nuôi bò luôn á. Chứ tầm này mình thiếu nguồn da bò nhiều quá. Thiệt luôn. Ủa sao ban ngày mà con này nó vẫn chưa đi xuống. Xuống dưới. Kỳ vậy. Sao đâu ra vậy. Xuống nước đi. Tự nhiên zombie chích đuối đi lên bờ thấy sai sai rồi đó. Con này nữa nè. Đi chỗ khác. Không biết khúc này còn em bò nữa không ta. Hôm đầu tiên mình tới đây là mình không thấy bò rồi đó. Có ngựa không à. Khá là nhiều ngựa luôn ha. Ngựa đen, ngựa trắng, ngựa đốm. Ở đây đây đây. Đủ hai em bò luôn. Ngon vậy ta. Như vậy thì mình đã có được một đàn bò trong tương lai rồi đó. Cái này thì đợi mình về nhà mình trồng lúa. Có lúa chín thì mình sẽ qua đây và dẫn những em bò về ha. Tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến ra khơi thành công và mang về được kha khá đồ, cũng như là một cái cờ hiệu của băng hải tặc cướp dân làng nè. Đồng thời thì trứng rồng cũng đã được mình ấp nở thành công, một em rồng rất là đáo để ha. Không biết em này là giới tính đực hay cái nữa. Kìa, nhìn mắt dễ thương chưa. Hy vọng em rồng này sẽ sớm lớn để mình có thể cưỡi và đi khám phá trên bầu trời, tìm kiếm những vùng đất mới hơn á. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyện khám phá kế tiếp. Bye bye.